Chiến thắng đậm 13 trước Zambia ở trận mở màn giúp cho Hà Lan có được lợi thế về hiệu số so với các đối thủ. Dù để hòa 3 đều trước Brazil ở trận đấu vòng 2, nhưng hiện tại đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Wegman Losbach đang đứng đầu bảng F với 4 điểm. Việc Hà Lan và Brazil chia nhau hai vị trí dẫn đầu đã được dự đoán từ trước và vấn đề với họ lúc này là phải chiến đấu để giữ được vị trí nhất bảng cho đến vòng tứ kết. Điều này nằm trong tầm tay của các cô gái Hà Lan bởi Trung Quốc giờ đây đã không còn là chính mình từng được xem là một cường quốc của bóng đá nữ thế giới, tuy nhiên đội tuyển Trung Quốc đã sa sút rất nhiều trong những năm qua. Ngay ở trận gia quân tại Thế vận hội năm nay, Trung Quốc phơi áo không năm trước Brazil. Đến vòng 2 dù chỉ phải gặp một đối thủ còn non trẻ như là Zambia, nhưng đại diện của châu Á may mắn mới có được trận hòa 4 đều. Đó là trận đấu mà ngôi sao Wang Shuang đã ghi tới 4 bàn thắng nhưng cũng chỉ giúp đội nhà có được một điểm. Với trận hòa này thì cơ hội đi tiếp của Trung Quốc là rất khó khi phải đối đầu với đối thủ quá mạnh là Hà Lan. Lúc này họ cũng đang xếp cuối trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và có lẽ việc sớm dừng chân ở Olympic Tokyo là điều dễ hiểu. Ở trận đấu tới đây thì Hà Lan sẽ chấp Trung Quốc 2 1 phần 4. Sức mạnh của Hà Lan ở những trận đấu đã qua chính là cả 3 tuyến đồng đều và lối chơi đầy tốc độ. Trong khi đó Trung Quốc giờ đây vô cùng mong manh. Dù họ đã từng là Á quân thế giới những cầu thủ ở thế hệ kế cận không còn ai để lại ấn tượng ngoài Wang Shuang và chỉ mình cô là không đủ để giúp Trung Quốc tránh khỏi một thất bại nữa. Ở trận đấu này thì tỷ lệ tài xỉu là 3.3/4. phần Đội Hà Lan đã ghi tới 13 bàn chỉ sau 2 trận đấu, trong khi đó Trung Quốc thủng lưới 9 bàn ở hai trận gần đây và thậm chí họ cũng đã 4 lần phải vào lưới nhặt bóng trước Zambia yếu hơn rất nhiều. Một hàng phòng ngự chậm chạp và thiếu sự bọc lót sẽ tiếp tục khiến đội bóng của luyện viên Siu Tran phải nhận thêm thất bại đậm trước Hà Lan. Cả năm lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội đều có rất ít bàn thắng được ghi. Tuy nhiên Trung Quốc bây giờ không còn giữ được phong độ như trước, trong khi đó Hà Lan lại đang có những bước tiến rất lớn và điển hình là ngôi vô địch châu Âu vào năm 2017. Dự đoán đây sẽ là trận đấu mà Hà Lan sẽ đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1.